Vinhome Smart City đang là cái tên được quan tâm hàng đầu hiện nay, không chỉ vì quy mô tầm cỡ mà còn bởi những giá trị sống chưa từng có mà đại đô thị này sẽ đem đến cho người dân thủ đô. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một đại đô thị thông minh đúng nghĩa sẽ xuất hiện, nâng tầm chuẩn sống cho cộng đồng cư dân tri thức. Đáp lại lòng mong mỏi của thị trường, hàng ngàn cán bộ kỹ thuật viên, công nhân viên tay nghề cao cùng những trang thiết bị xây dựng tiên tiến nhất đang miệt mài lao động khẩn trương để đem cuộc sống mơ ước đến trong tầm tay các chủ nhân tương lai. Với khí thế đó, diện mạo đại công trường Vinhome Smart City đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Hiện các tòa Sapphire từ S101 đến S106 đã thi công đến tầng 5 và sẽ tiếp tục thi công tầng 6 trong tháng 7 và dự kiến sẽ hoàn thiện chỉ trong 14 tháng tới. Trong khi đó, các tòa Sapphire từ S201 đến S205 đã thi công đến tầng 9 và 10. Dự kiến các tòa này sẽ hoàn thiện chỉ trong 10 đến 11 tháng tới. Tòa nhà văn phòng hỗn hợp 35 tầng hiện đang thi công cọc. Trường mầm non và trường phổ thông liên cấp đang thi công đào móng và cột tầng 1. Trung tâm thương mại Megamall đang thi công dầm mái, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn sắp tới. Khu picnic Vườn Nhật, điểm nhấn chính của Vinhome Smart City, đang thi công móng nhà hàng và lát đá đường dạo. Công viên trung tâm đang đồng thời đào hồ, lát đá vỉa hè, khu sân patin, công viên cờ vua, khu vui chơi trẻ em, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ chỉ trong 2 tháng tới. Các tuyến đường chính trong dự án đang gấp rút thi công, dự kiến hoàn thiện toàn bộ trong tháng 7 này. Cầu vượt số 1 đang thi công kết cấu chính và lắp đặt lan can thép, dự kiến sẽ hoàn thiện mặt cầu và lắp thiết bị trong tháng 7. Cầu vượt số 3 đang thi công kết cấu chính, dự kiến sẽ hoàn thiện mặt cầu và lắp thiết bị trong 3 tháng tới. Với tiến độ xây dựng thần tốc, Vinhome Smart City sẽ nhanh chóng hoàn thiện trong tương lai gần, một trung tâm kinh tế thương mại sầm uất, một niềm tự hào mới của trung tâm phía Tây Hà Nội, năng động, thời thượng, đang dần hình thành. Hãy cùng chờ đón!